Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bút. Đây là tất cả số bút của mình. Đó, các bạn ơi, một cái bút này mình bán có giá là 10.000. Rất là đẹp không? Đây là cái ngòi để mà gom nè. Đó, bây giờ mình sẽ test thử. Đó, các bạn ơi, mình đã chuẩn bị giấy rồi, bây giờ mình sẽ viết thử nha. Ví dụ chữ cờ nha. Đó, chữ cờ. Mình viết không được đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ xóa. Đó, các bạn thấy thần kỳ chưa? À, các bạn ơi, do mình đặt ở trên tấm xốp cho nên nó không để. Cho nên là mình sẽ... Đó, các bạn ơi, sạch lắm không á. Đây, mình sẽ xóa, mình viết vết ở đây nè. Sạch luôn á các bạn. Nếu mà nhìn từ xa thì sẽ không biết. Đó, các bạn ơi, các bạn thấy thần kỳ không? Bây giờ mình sẽ viết chữ là bạn anh Thư nha các bạn. Đây là chữ bờ. Đó, rồi. Video bán bút của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. À, để mình giới thiệu cái ngòi bút nha các bạn. Các bạn đợi mình xíu. Đó, đây là cái ngòi bút của chúng ta nè. Và